ra ăn kiêng thì dùng vậy mình giải bạc ra ăn hết cảm chả thừa tí này. Mà đêm cái gì ấy bỏ bát nước cảm đấy, hôm qua đi giải bạc cái chả còn gì cả, lãng phí vô cùng. Thank you.
Như vậy là vừa rồi các bạn đang đã vào xem cái clip, cái hình ảnh những chú đà điểu đáng yêu tại trang trại của đồng chí Thao, kênh Chim Cô Gái Hay tại Ba Vì, Hà Nội, thôn Xuân Hòa, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Số điện thoại liên hệ cũng như là số Zalo là 033 5305982. Bên mình là một cơ sở uy tín, chất lượng về con giống đà điểu trong nhiều năm qua, rất là tự hào về chất lượng con giống và phục vụ tốt nhất. Đấy, hy vọng rằng quý vị các bạn có thể trải nghiệm được những cái hình ảnh thực tế tại cơ sở trang trại nuôi con giống, từ máng ăn, máng uống, đến bóng điện, đến sân chơi, đến bóng cây. Và đây là những cái con giống ở giai đoạn 2 kg. Đó, giai đoạn đầu tiên của giai đoạn 2. Đó, thì quý vị các bạn có thể liên hệ vào cái số thứ hai là 0989177982, hoặc số của nhân viên cũng như kiêm bà xã người nhà đấy, là 0375897487. Còn đây là những chú đà điểu rất là đáng yêu quý vị các bạn đang xem. Máng ăn, máng uống, máng uống, sân chơi bóng cây rất là tự nhiên. Đó, còn bên trong này là nơi ngủ nghỉ của chúng. Có lẽ là video xin dừng tại đây và xin chúc các bạn thành công trong cuộc sống. Chúc các bạn là sẽ là những fan hâm mộ, những người đăng ký ủng hộ bấm nút chuông của kênh Chim Cô Gái Hay, chuyên con giống đà điểu, chim cô gái của đồng chí Thao, gây dựng biết bao nhiêu tâm huyết. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn